kênh YouTube Hiền Toyota Bình Triệu. Chiều hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý khách hàng một chủ đề là Fortuner nhập Indo. Ở đây Thọ đang giới thiệu là 6 xe Fortuner xăng, thì trong này chỉ có một xe màu nâu biển Sài Gòn là xe bảng hai cầu. Hiển nhiên trong bảng hai cầu chúng ta có chế độ chọn một cầu và hai cầu. Bảng hai cầu nó khác là mâm lớn hơn một inch và có cốp điện, đèn pha đã có đèn pha LED, rồi có khởi hành ngang dốc, có cân bằng điện tử, có ga tay tự động. Thì hiện Toyota đang có chính sách giảm giá chỉ còn 880 triệu, sản xuất 2017 biển Sài Gòn, chạy 73.000 cây số chuẩn. Và một xe tiếp theo là sản xuất 2019, một cầu, chạy 60.000 cây số, giá hiện Toyota đang bán chỉ có 970 triệu thôi. Và hiện nhiên 2019 thì chúng ta đã có 4 thắng đĩa, có cân bằng điện tử, có 7 túi khí và rất nhiều đồ chơi. Chất xe rất là liền, cũng là xe là biển Sài Gòn. Và một xe tiếp theo hiện Toyota mua vào, chất xe còn sơn rin còn tới 95%. Xe chỉ mới sử dụng 34.000 cây số rin, biển số Sài Gòn và nhập Indo, sản xuất 2019, xăng một cầu, giá đang công bố bán là 990 triệu. Một cái biển số rất là đẹp, 58867 51H. Biển số này là giữ lại được cho những khách hàng là hộ khẩu Sài Gòn. Xe rất là liền, có chính sách bảo hành của Hiền Toyota. Và xe tiếp theo ở bên tay trái là Fortuner xăng, số tự động một cầu. Xe này chủ xe cũng lên rất là nhiều đồ chơi. Xe này biển tỉnh, màu đen, sản xuất 18, đăng ký 19, chạy chỉ mới 59.000 cái số rin, giá đang công bố bán là 890 triệu. Có hắc kiến về tốc độ, nâng cấp âm thanh, loa, rồi cốp điện. Chất xe nó còn rất là liền, sơn rin còn với 85%. Xe rất là liền, đặc biệt chúng ta nhìn vỏ xe này. Vỏ xe là một trong những cái yếu tố quyết định vỏ rin, đắt rin theo xe. Còn gai còn rất là cao đó, chúng ta quan tâm tới cái chất xe. Và một xe màu trắng tiếp theo mới mua về chiều hôm qua, hiện Toyota mới mua về. Xe này hiện Toyota bán cho khách hàng cách đây 4 năm 2018 và nay mua lại. Xe chủ xe đã lên đèn sương mù LED, đèn pha LED. Xe này sản xuất 2016 và đăng ký lần đầu tháng 2 2017, là 300 xe đầu tiên về Việt Nam. Giá cũng rất là hợp lý, xe chạy 110.000 cây số chuẩn, lịch sử bảo dưỡng hàng rất là full, giá chỉ có 780 triệu, một cái giá rất là rẻ, 780 triệu. Nội thất và các cái trên xe là còn rất là liền, chúng ta quan sát một vòng chiếc xe. Chủ xe đã lên cho màn hình WinCar, có camera hành trình, camera da, chất xe còn rất là liền. Xe cuối cùng tiếp theo được nâng cấp lên vỏ Michelin gai nhuyễn, sản xuất 2018, xe chạy 100.000 cây số. Con này biển tỉnh, thì cái giá đối với xe biển tỉnh thì hiện Toyota đang bán là 868 triệu, một cái giá rất là hợp lý. 2018 thì chúng ta đã biết là đã có 4 thắng đĩa, có 7 túi khí, có cân bằng điện tử. Thì qua đây là một video clip buổi chiều của Hiền Toyota giới thiệu về chủ đề là 6 xe Fortuner xăng nha. Còn chất còn rất là đẹp. Tất cả xe này Hiền Toyota đều cam kết bằng văn bản về chất lượng, bảo hành động cơ, bảo hành hộp số, có hỗ trợ cho vay ngân hàng. Và những khách hàng mà thiếu ít trong khoảng 100 đến 150 triệu đổ lại thì Hiền Toyota sẽ hỗ trợ cho vay trực tiếp. Còn chúng ta vay nhiều hơn thì sẽ có hệ thống ngân hàng liên kết để hỗ trợ cho mình vay mấy cái lãi suất rẻ nhất, ưu đãi nhất. Xe bán có lãi thử, có cam kết chất lượng và giá thì chúng ta thương lượng rất là thoải mái. Để chi tiết hơn, đăng ký kênh Hiền Toyota, like kênh Hiền Toyota Bình Triệu, Thọ là người phụ trách chính ở dưới này, sẽ có một cái giá hỗ trợ của khách tốt hơn, 0901 777 888. Và chúng ta xem xe bất kỳ lúc nào, từ thứ hai cho tới chủ nhật sau giờ làm việc cũng đều xem xe được. Thì đây là chúng ta tham quan lần cuối, là tổng hợp của 6 chiếc xe mới giới thiệu. Xin cảm ơn quý khách rất nhiều.